Xin chào tất cả các bác, lại tiếp tục với những cái video để giới thiệu với các bác với những dòng lọc. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc lọc Pro 321. Với dòng lọc này thì được gọi là siêu phẩm rồi các bác ạ. Chất âm cực kỳ là hay, về giải chép rất là sáng và mềm chép. Với những cái dòng này thì các bác có thể chơi gia đình hoặc là nhạc sống sự kiện các bác nhé. Hiện tại thì với chiếc lọc Pro 321 này đang chạy với mạch lọc cũng như là bộ xử lý của 3231 Pro. Thì ở đây trước mặt thì chỉ có 4 chiếc áp, 2 chiếc áp để tăng giảm của 2 tầng riêng biệt và 2 chiếc áp để giảm bát. Nó sẽ không có chiếc áp giảm chét như dòng 3231. Khi dòng 3231 thì nó sẽ được nâng cấp lên để xử lý thêm 2 chiếc áp ở đây, có nghĩa là tăng giảm chép. Còn với dòng này, bản đời đầu thì nó chỉ tăng giảm bát thôi, nó không có tăng giảm chép. Và em sẽ quay luôn cái mặt trong cho các bác cùng xem. Đây là bộ mạch tầng trên, tầng dưới nó y như nhau các bác nhé. Với bộ bản đời đầu thì nó sẽ có những cái cổng chờ, ví dụ như là chờ của rác 6 ly đầu vào và chờ rác 6 ly đầu ra. Và cái tiếp theo đó là một chiếc chiếc áp chờ của giải chép. Đây ạ. Đời đầu thì nó chỉ có cổng chờ thôi. Về những cái bản sau của, thì nó sẽ sử dụng những cái cổng này. Với IC hoặc tụ thì nó y hệt nhau các bác nhá. Có những bản thì sẽ sử dụng tụ nhôm, còn có những bản thì sử dụng tụ thường, nhưng mà nó là tụ xịn. Còn đây là bo mạch nguồn. Bo mạch nguồn thì cũng y xì như vậy, nhưng mà với những cái tụ này thì là những cái tụ lớn và độ chịu công suất sẽ tốt hơn. Đây, bốn con tụ này nó sẽ là tụ to hơn. Còn với những cái bản cao thì nó sẽ hạ bớt cái tụ này xuống này, có là nhỏ tụ này. Và tiếp theo đó là bo nguồn, cái nguồn vào đấy ạ, thì nó sử dụng bằng nguồn xuyến khoảng 11 phân. Chiếc lọc này nặng gần như là hơn cả 3231 đấy, với những cái bản đời đầu của nó. Cái nguồn rất là nặng ở cái nguồn. Còn cầu điện vào thì nó sẽ có một cầu điện 110 và 230. Đây nó có cái cổng đằng sau nhá, có thể gạt 110 hay 230 các bác nhé. Còn đây là hai bo riêng biệt để cho cung cấp cho hai bo mạch này. Các bác nhìn ạ. Nó được gọi là một siêu phẩm rồi, vì nó là của đời đầu mà chất âm nó cực kỳ là hay. Các bác có thể lên trang web của bên nước ngoài tra về những cái dòng 2231 Pro này, với giá tiền của nó là 7 triệu mấy trăm gì đó. Đấy, tính là tiền Việt Nam. Trong quá trình sử dụng thì nó có một chút về sức soát bên ngoài, còn nội thất bên trong thì cực kỳ là đẹp. Chất âm ra thì cực kỳ hay rồi, không thể chê vào đâu với những cái dòng này. Chép cũng như là lời bát rất là sâu. Các bác bỏ một số tiền ra mua một chiếc lọc mới thì ví dụ như là tầm khoảng 2 triệu thì các bác mua phải những cái hàng mà gọi là linh kiện nó sẽ thứ nhất là kém chất lượng. Vì khi những cái hàng mà trị giá 2 triệu thì ở bên nước ngoài chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rồi không ạ. Và tiếp theo đó là cái linh kiện nó không thể là gọi là linh kiện xịn được. Mẫu má bên ngoài thì nó rất là đẹp, nhưng về chất âm thì nó sẽ không đẹp. Khi các bác sử dụng một thời gian thì những cái giải chép này nó sẽ yếu đi, và những cái giải trống, những hàng mới nhá, giải trống nó sẽ bị ủ. Còn về những cái hàng này thì đã qua sử dụng rất là lâu rồi, nhưng mà chép bát vẫn ngon lành, không có hiện tượng của ù hoặc là của chép nó yếu đi. Đây các bác nhìn ạ. Dường như là nó gấp 3, gấp 4 liền với cái giá thành mà mới. Thì khi bây giờ nó đã qua sử dụng thì chắc chắn là giá nó sẽ giảm rồi, nhưng mà chất âm nó thì không thay đổi các bạn, cực kỳ là chất. Đây em sẽ tăng lớn lên một chút để cho các bác cùng thẩm âm.
cần nghe tiếng chép thôi là các bác đã biết là cái độ mềm và độ sáng của chép như thế nào rồi. Với những cái phiên bản Pro 321 này cách đây tầm hơn 6 tháng thì bên em có giới thiệu các bác. Nhưng mà cái hàng này rất là hiếm các bác, rất là ít gặp được. Ví dụ như cái bản Pro 321 thì cách đây hơn 2 tuần thì bên em có về được 29 chiếc. Thì trong vòng 1 tuần thì đã hết hàng, rất là nhiều các bác đặt nhưng mà nó không có nữa các bác. Chỉ hên xui gặp được những cái lô hàng nó chất lượng và nó đẹp với những phiên bản cao thôi. Để cho các bác có thể chơi nhạc sống sự kiện hoặc là karaoke gia đình với những bác nào mà muốn chơi dòng cao cấp. Còn hiện tại bên em còn rất là nhiều dòng thì em sẽ lên video dần cho các bác để các bác có thể tham khảo cũng như là sở hữu cho mình một chiếc lọc ưng ý nhất. Ok, em xin phép dừng video tại đây. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Micro Audio và Zalo, Facebook số điện thoại là 0977 434361, hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm các thông tin về những dòng lọc mà bên em sẽ đăng tải trên kênh cũng như là trên trang Zalo, Facebook. Ok, em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.